Ăn rồi anh em nhá. Xin chào tất cả anh em. À chú này non thôi. Chú Nghĩa ăn rồi nhá, ăn hàng rồi nhá. Tuyệt vời quá. Ấy da, chị nó đi đúng không? Đưa nó đi. Ngon đấy. Đấy đủ đó. Đấy, bình tĩnh, không chơi nhau nữa. Ừ. À, chú này rất non. Này có chuyên nuôi rồi đấy. Nha anh em nha. Bụi rừng xịn luôn nha. Bụi này non lắm. Đây gà mồi đây. Chú Nghĩa nha, gà mồi đây nha. Mồi chú Nghĩa rất xuất sắc đấy. Và đánh bùm bùm một tí nè. Thấy bay tứ tung tung thì cứ tưởng nó thịt gà mồi đấy. Gà này thì vẫn còn trẻ thôi. Nó cũng rất là khôn đấy. Nó chạy vào đây một lúc thì nó lại đi luôn. Đi sau khoảng 15 phút nó lại quay lại. Nó cứ gáy vòng quanh ở khu vực ngoài này này các bác nhá. Đấy, xong nó mới quay lại. Quay lại nó mới chiến. Không biết là còn chú nào không. Đấy, xong nó mới vào đây chiến con này. Này giờ mồi cựa như thế này cơ mà. Ê, cựa như thế kia, cựa này sao đòi đánh được. Ê. Thôi, ngon rồi. Nếu mó có hơn không, ăn là ngon rồi. Đấy nha. Gà mồi và gà rừng đấy nha các bác nha. Ây da. Con gì bay về đấy. Rồi, video xin được tạm dừng tại đây nha các bác nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nha. Các bác đăng ký kênh ủng hộ em ấy nha. Thỉnh thoảng em cũng đi bẫy gà đấy. Nhưng mà không quay được cho các bác xem. Thế nào, hôm nay cái giò người ta mượn của chú đấy đi rối quá đây này. Em không có cắm kịp này. Nó kêu dưới khe này em cứ thế này em chạy lên này, em đẩy và em chuồn thôi. Cuốn đúng một vòng duy nhất ở đây và một dây ra kia thì vẫn bị một lửa mắc nha các bác nhá. Nên không chiến được nó. Anh đã vây ở tận ngoài kia, khoảng vây dưới này thì dính rồi. Mà không vây được. Giò không gỡ trước khi đi.